chào các bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len cho bé. Ở phần cổ chân mình có làm một cài dây qua ngang. Phần trước có trang trí một hình nơ. Ở dưới mặt đế thì mình có dán một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi. Đây, mẫu giày như thế này. Thì dụng cụ gồm có len mieu cotton, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu số 4 để móc cái phần thân giày. Kim móc 3.0 mm dùng để móc cái phần nơ. Kéo cắt len Nút dùng để cài cái phần dây quay ngang Và một lớp đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn Bây giờ mình sẽ dùng màu hồng để móc cái phần thân dày Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này Thì mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân dày Ở cái chân móc cuối cùng của mặt đế đây là chân móc cuối cùng nè. Khi móc đến chân móc cuối cùng thì các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì đối với mẫu giày này mình có dán đế cho nên mình sẽ để cái mặt phải lên phía trên và úp cái mặt trái xuống phía dưới để khi ta dán đế vào sẽ không có thấy cái mặt trái. Ở cái hàng móc đầu tiên này nè, mỗi chân móc nó có hai cái mũi móc như thế này. Đây, hai mũi móc. Các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía trong nha. Đây, móc vào cái chân ở phía trong này nè đây các cái chân móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong cái chân móc đầu tiên này cũng móc cho mình vào chân móc phía trong này một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc vào cái chân ở phía trong nha mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên bên này móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở phần mặt đế các bạn để ý cho mình cái hàng ngoài cùng nè, có cái chân móc mà có hai mũi móc nửa kép nè. Đây, của cái phần bảy mũi này nè. Các bạn đếm cho mình cái chân móc ở ngoài cùng, cái chân móc đầu tiên của cái cột này. Các bạn đo lên thẳng hàng cho mình với cái chân móc ở phía trên. Đây, cái chân móc này. Các bạn đánh dấu cho mình vào cái chân móc ở phía bên cạnh á. Ta móc đến cái chân móc phía bên cạnh này. Đây móc các cái chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi nửa kép đến cái chân bên cạnh mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cái chân móc thẳng hàng với hai chân móc cùng chân phía dưới đây hai chân móc cùng chân phía dưới cái chân đầu tiên đây là chân móc thẳng hàng với chân đầu tiên chân này và chân kế bên các bạn chụm lại cho mình thành một chân ta lấy len đâm kim vào chân đầu tiên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim thì ta chụm được một mũi móc thế này tiếp tục móc qua chân kế bên một mũi kép đơn hai chân móc kế tiếp các bạn chụm lại cho mình thành một chân cũng lấy len đâm kim vào chân móc đầu tiên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc chân kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân kế bên móc và kéo len qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc chân kim khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim thì ta chụm lại được thêm một mũi tiếp tục móc cho mình vào chân kế bên một mũi kép đơn như vậy là mình đã móc được các cái mũi chụm chân xen kẽ một mũi kép đơn như thế này đây các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm xen kẽ cũng móc vào hai chân kế bên chụm lại thành một chân. Chân kế bên móc một mũi kép đơn và làm tương tự. Sau khi móc được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn, đây xen kẽ như thế này. Thì ở cái chân móc mũi chụm cuối cùng, đây, chân móc mũi chụm cuối cùng này nó sẽ thẳng hàng với hai cái mũi móc cùng chân phía dưới của mặt đế nè, hai chân móc cùng chân phía dưới mà cái chân cuối cùng á. Đây, thẳng hàng như thế này tiếp tục móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho mình đến cái chân móc sát cái chân mũi chậm ở phía dưới này nè sát cái chân mũi chậm đầu tiên á các bạn móc cho mình vào cái chân kế bên này nè móc tới cái chân kế bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến chân móc xét cái chân móc mũi chậm đầu tiên ở phía dưới thì cái chân mũi chậm đầu tiên này và cái chân móc của cái mũi kép đơn phía bên này, đây, hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó móc và kéo len qua ba chân móc trên kim. Tiếp tục, chân móc kế bên là cái chân mũi chậm ở phía dưới nè và cái chân kép đơn ở phía bên cạnh. Hai chân móc này cũng chụm lại cho mình thành một chân, cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo len qua hết ba chân móc trên kim tương tự chân móc mũi chậm kế tiếp và chân kép đơn ở phía bên cạnh đây hai chân móc này cũng chậm lại cho mình thành một chân và cũng làm tương tự lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo len qua hết ba chân móc trên kim làm tương tự cho các chân móc còn lại các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân móc mũi chậm và chân móc kép đơn kế bên và chậm lại thành một chân cho đến khi ta được 7 mũi chụm liên tiếp. Khi chụm lại thì cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc và kéo len qua ba chân móc trên kim để thành một mũi chụm. Chân móc thứ bảy cũng là cái chân móc chụm chân của cái mũi chụm phía dưới và cái mũi kép đơn bên cạnh, cũng chụm lại thành một chân thì ta được 7 mũi chụm liên tiếp với nhau như thế này đây liên tiếp với nhau tiếp tục móc cho mình qua cái chân móc kế bên này một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến cuối cùng thì cũng móc qua cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Thì phần thân dài mình đã lên được 3 hàng móc, phần đỉnh dài đã có cái độ bo lại như thế này. Tiếp tục mình sẽ móc tiếp cái hàng móc thứ tư. Móc lên cho mình một mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở cái chân móc hai mũi chậm phía dưới cái chân móc đầu tiên này các bạn đếm ngược ra cho mình hai chân móc một chân này và một chân bên cạnh này móc cho mình đến xét cái chân móc kế bên này đây chừa ra hai mũi từ cái điểm mà từ hai chân móc cùng chân phía dưới chừa ra hai mũi cho mình và móc đến cái chân móc thứ ba mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Ở cái chân móc thứ hai tính từ hai mũi trộm tính ra thì cái chân móc thứ hai này các bạn móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc này. Tiếp tục chân móc của mũi móc kép đơn và cái chân móc của cái mũi trộm đầu tiên bên này các bạn chụm lại cho mình thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt qua hai chân móc và kéo len qua ba chân móc trên kim. Hai chân móc kế tiếp này chụm lại cho mình thành một chân kéo len qua ba chân móc chân kim. Tương tự, hai chân kế tiếp cũng chụm lại thành một chân. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được năm mũi chụm liên tiếp. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào mỗi chân móc và kéo len qua ba chân móc chân kim. Sau khi móc được 5 mũi chậm liên tiếp, đây, mũi chậm liên tiếp, tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân kế bên của cái mũi chậm cuối cùng. Móc vào cái chân móc kế bên này một mũi nửa kép. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn vào chân móc này. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cái chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì ở phần thân dài mình đã lên được 4 hàng móc. Đây, có cái độ cao như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần quai. Ở cái chân móc mũi dời cuối cùng của cái phần thân dài. Đây là chân móc mũi dời cuối cùng nè. Đây, từ cái chân móc này các bạn đếm ngược ra cho mình 6 mũi móc. 1 2 3 4 5 và 6. Ta đâm kim vào chân móc thứ 6. Sau đó đưa cho mình sợi len ra phía sau mũi móc, móc và kéo len qua chân móc. Từ chân móc này móc lên cho mình một dây móc xích dài 15 mũi móc. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Thì mình đã tạo được một phần dây cài ngang như thế này. Đây. Tiếp tục từ đây các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ 15 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì ở cuối hàng ban đầu mình có để chừa ra một sợi dây như thế này nè. Móc đến các cái mũi móc gần cuối các bạn giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi cắt len ta không phải giấu len nhiều. Thì mình đã được một đoạn dây cài ngang như thế này. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc mà mình móc mũi dời để gây nên cái phần dây ngang này nè Móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn Và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa còn lại vào trong mũi móc Đây, móc luôn vào trong mũi móc như thế này Tương tự các cái chân móc tiếp theo cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến khi ta được 22 mũi kép đơn ở cái vòng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được 22 mũi kép đơn, các bạn gặp cái phần thân dày lại. Đây, thì hai cái điểm này nó sẽ ngang bằng với nhau như thế này, đây. Tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Kéo và cắt len. tiến hành dấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hình thành được một chiếc giày ở bên trái như thế này đây cài ngang ở bên trái đối với chiếc giày bên phải khi móc cái phần dây cài ngang này các bạn cũng móc cho mình lên cái phần thân tương tự còn ở cái phần dây cài ngang này từ cái chân móc mũi giờ cuối cùng của cái phần thân dây các bạn cũng đếm ra cho mình 6 mũi móc sau đó lên hai mũi móc xích và móc ngược lại 22 mũi kép đơn đây đến đây thì các bạn móc tiếp lên cho mình 15 mũi móc xích và móc tương tự như cái phần dây quai mình vừa móc móc cho mình cho đến cái chân móc cuối cùng đến đây thì móc vào chân móc cuối cùng này một mũi dời sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình hình thành được một chiếc giày ở bên phải như thế này đây chiếc giày ở bên phải tiến hành giấu sợi len thừa vào trong mũi móc sau đó các bạn dùng keo nến để dán cho mình cái phần mặt đế xốp vào mặt đế giày len để mình hình thành nên được một chiếc giày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách móc phần nơ. Thì sau khi dán đế xốp vào trong mặt đế giày len, các bạn cũng khâu cho mình một hạt nút ở đây để mình cài cái phần dây ngang lại. Đây, bây giờ mình sẽ móc cái phần nơ ở phía trước. Thì ở phần nơ này mình sẽ dùng kim 3.0 để móc cái phần nơ cho nơ của mình nó được mềm mại hơn. Các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 11 mũi móc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11. Khi móc được 11 mũi móc xích, tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 11 một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình được cái chiều dài của phần nơ như thế này. Đây. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở các cái chân móc của cái hàng móc này nè. Đây, các cái chân móc này mỗi chân móc nó có hai cái đường móc. Các bạn móc cho mình tất cả các cái chân móc đều móc vào cái mũi ở phía trong như thế này nè. Cái chân móc đầu tiên cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong và móc vào đây một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc cho mình một mũi nửa kép và cũng móc vào cái chân ở phía trong. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và cũng móc tất cả vào cái chân ở phía trong ở chân móc cuối cùng các bạn không móc cho mình vào cái chân ở phía trong mà các bạn móc luôn vào chân móc cho mình móc vào cái chân móc này một mũi nửa kép móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại Hàng móc này các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc mà mình vừa móc Cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong Tất cả các cái mũi móc đều móc cho mình vào chân ở phía trong Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Làm tương tự cho đến cuối hàng Tương tự ở chân móc cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào chân móc chứ không móc vào cái chân ở phía trong nha Móc vào luôn chân móc Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc đây chân móc cuối cùng này móc cho mình vào luôn chân móc móc vào một mũi nửa kép móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại và hàng móc này cũng làm tương tự cho mình giống như hàng móc ở phía trên các bạn cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc chân cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào luôn cả chân móc móc vào đây một mũi nửa kép thì mình đã tạo ra được một cái hình chữ nhật đây một hình chữ nhật có cái độ rộng như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành dấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc thì mình đã hình thành được một hình chữ nhật tạo cái nơ như thế này ở mỗi hàng móc mình đều móc vào cái chân ở phía ngoài nên phần nơ này nó tạo được cái độ g nè từ cái phần g này các bạn gấp lại cho mình đây gấp lại như thế này sau đó các bạn dùng một đoạn len, dùng một đoạn len để cột vào chính giữa của phần nơ. Cột vào chính giữa. Thì mình đã tạo ra được một form nơ nhỏ. Các bạn cắt len. Sau đó cái đoạn len thừa phía sau này nè, các bạn cột ra phía sau phần nơ. Cột guốc lại. ta canh cột vào chính giữa của phần nơ để chia hai cánh nơ được đều hơn sau đó các bạn có thể dùng keo nến hoặc kim khâu để cố định phần nơ này vào thân giày sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc và gắn cố định phần nơ vào thân trước của giày đây thì cái phần nơ nó tạo cái độ g lượng sóng như vậy là mình đã hoàn thành được một đôi giày len cho bé trang trí hình nơ xinh xắn như thế này chúc các bạn thành công